Cái này nó ăn đứt của tàu dưới kia hả? Mà phố tàu dưới kia thì to. Vâng, hôm nay tập trung hơn, nó nhiều nhiều cái hơn. Bột chiên Sài Gòn kìa. Bánh này bột chiên, bánh bao, xôi chè các loại. Ở đây là Việt Nam với lại là Tàu kìa. Hoa sen tofu. Sữa đậu nành lá dứa, chủ yếu là đậu hũ kia thôi. Sữa mùa nóng ha, đậu hũ nóng, đậu sữa đậu xanh mà sữa này có đường hết hả? Đâu có sữa không có đường. Bánh màu này có nhiều cái ta. Bánh da lợn nè, bánh da lợn đậu xanh không ha. Đỡ sợ ha. Lòng kinh khủng. Bánh tét Sóc Trăng. Không biết. Câu địa giá đâu biết. Giúp coi thử nó đậu. Chắc có đường, cũng nghĩ chắc có đường. Không biết. Nếu không có đề sẽ mới sườn nằm có đường không biết không? Bên này nó nguội rồi, bên kia nó nổi luôn. Mình chỉ nghĩ ngon thôi. Bánh giò này ngon lắm. Chè các loại bằng dĩa sợ. Mình chỉ để nó bánh dày ha. Bánh xoài này. Bánh chữ ra đó, bánh sò. Nếu mở xong là mặn. Đông dữ sợ. Có chè, chè, chè sọc lụi. Bánh ngon. Cái này nó nhà xây thì có ghen hay là cái máy là cái máy là cái máy là cái máy là cái này nó ăn đứt của tàu dưới kia hả? Mà phố tàu dưới kia thì to. Vâng, hôm nay tập trung hơn, nó nhiều nhiều cái hơn. Bột chiên Sài Gòn kìa. Bánh này bột chiên, bánh bao, xôi chè các loại. Ở đây là Việt Nam với lại là Tàu kìa. Hoa sen tofu. Bánh tét, sen tố, sen chè. Sữa
sữa đậu nành lá dứa, chủ yếu là đậu hũ kia thôi. Sữa mùa nóng ha, nóng đậu sữa đậu xanh mà sữa này có đường hết à, đâu có sữa nào không có đường. Nhưng mà những ma này bao nhiêu cái ta? Bánh da lợn à, à bánh da lợn màu xanh không ha. Dễ sợ ha, đồng kinh khủng. Bánh tét Sóc Trăng không biết, cái địa giá đâu biết. Giúp coi thử nó đậu chắc có đường, cũng nghĩ chắc có đường. Không biết nếu nó có đề sẽ mới sườn nằm có đường không biết không. Bên này nó nguội rồi, bên kia nó nổi luôn. Bánh giò này ngon lắm, ngon. Chè các loại đồng bữa sợ không? Bây giờ nó vẫn dậy ha. Bánh xoài bánh chữ nó không có bánh dậy, bánh sò. Bánh nếu mở xong là mặn. Đồng bữa sợ không? Có chè, chè, chè sọc lộn. Bán không? Cái này nó ở nhà xây rồi, cô ghen cái này nó nói có chè thái nè, chè chuối, khoai mì, chè táo sọn, chè thân, chè đậu trắng. Chè thân. Chè thân như 3 đồng à. Chè chú, chè thái, chè chú khoai mì, chè tóc sọ, chè thân, chè bát, chè đậu trắng. Bán đủ chưa nha. Chè đậu trắng. Xôi, xôi bắp. Khoai mì, gọi đu đủ xong. Gọi đu đủ đưa bằng không. Bỏ đu đủ đu bò 4,5 đồng. Bò khô chứ ở đâu ra chúng đọc đu bò vậy nhờ. Xôi khoai mì là nào khoai mì. Khoai mì ăn, khoai mì ăn. Khoai mì này chắc làm được hả? Lấy liền như tụi lấy ở đây á. Bánh cuốn thịt 5,75 đồng một thao, bánh ướt 4,75 đồng, bắp hầm 3,75 đồng, 3,75 đồng. Lấy đi. Bây giờ phải có gì? Cái này chè táo sọ phải không? Chè chè cốm, sơn cò, có trùng ha, có trùng máu. Chị có lấy đồ đi chị, có lấy những đồ. Bánh bao đã nè, bánh bao bự ha. Có người nấu bánh giò đi ngon. Đồ hủ nước đường. Mua qua đó rồi mình mới lấy hay sao? Nó sẽ xù lại, nó sống của mình thôi. Một cái chè ba màu, ba màu, ba màu. Ba màu, có đá không? Đá. Nó gọi là nóng mà. Sô gò 3 đồng. Có 2 cái con mì. Sô mặn. Sô mặn là 4,5 đồng nè, cũng rẻ chứ. Đây là cái xôi bốc, xôi bốc vậy, xôi ốc, xôi ốc. Xôi ốc là cái gì đó? Cái này à, xôi ốc. Xôi cúc. Làm cái gì?
phải không? Phải không? Không biết không phải không? Phải sao này không chú? Phải nói không phải cái đó. À sẽ bốc bạc bạc chân phải không? Rồi, à, ok. Phải không? Lấy à? Bà lấy à? Cho một phần trả rồi. Còn còn cái lá kia cái gì đó? Cái lá kia mai đâu có đi làm đâu đó. À sao rồi, lấy cái nào? Cuối cùng là chú lấy cái nào? Không biết, con nói là sao bốc à? À sao bốc, sao bốc. Ờ, không bốc, giờ lại cho hay. Em ơi, cho chị một cái sôi lá cẩm, một cái sôi gốc. Sôi gốc nhìn cũng ngon ha. À, lấy cái sôi gốc đi. Ngon, lấy hai cái khoai mì. Cho hai cái khoai mì. Dạ rồi, vậy không cho. Một cái sôi gốc đi, một cái sôi gốc. Dạ, cái này là lẻ đi. Đã tinh đi. Còn cái đó là cái ớt xả cầu thủ một phần, còn cái đó một phần để cầm. Sao? Tàu nào mới rồi này? Nói tiếng Tàu hả? Nói tiếng Tàu hả? Rồi, trả ra. Biết không là Tàu nào, có người nói tiếng Tàu kìa. Cầu thủ ớt xả một phần. À, còn cái lo cầu hủ một phần lấy để lấy cầu đường họ có giúp phần cái cơ sở xã cầu hủ thôi mà giúp phần cái cầu nhé mũi dầm cầu mày luôn mà luôn mà sập cầu mũi dầm sập cầu mày mũi dầm cái cầu luôn cái đầu hủ là lấy ra hả? Đúng rồi đó, mình nói họ lấy cho chứ không lấy này em ba cái đường. À, bây giờ chị lấy cho em hai cái khoai mì, một cái gấc. Dạ, với ba cái đầu hủ đường này. Ba cái đầu hủ đường nữa hả chị? Cái gì nữa chị? Để cái gì nữa chị? Với hai cái lá dứa này. Ba cái lá trắng, hai cái lá dứa hả? Dạ. Hả chị? Dạ đúng rồi. Ba trắng, hai lá dứa nha. Đó là chiên. Với lại coi đậu hủ chiên. Hai cái đậu hủ chiên hả? Chị lấy gì nói đi, không lấy luôn cho chị. Lấy luôn cho chị lấy. Đậu hủ. Năm cái chả, năm cái chục phần đậu, hai cái dồi. Đậu hủ thường là 6 miếng 1 đồng 25. Vâng. Đậu hủ thường là 6 miếng 1 đồng 25. 25 chú. 5 phần 25. Rồi cái đậu hủ hành đồ gì đó. 1 đồng 25. 6 miếng nhỏ. Cái 10 đồng đi. Cái gì cũng ở dưới này rồi. Cái tiếp theo là khối này 50 xe. 7, 35. Cho 59 đồng là 10. Rồi, xong chưa? Nó cười đông luôn. Tôi phụ ông đi. Chưa tiền rồi. Bắt đủ nha. Không có đem theo tiền lẻ. Đâu chứ đâu có tiền lẻ không? Không có ha. 60 đồng mỗi lần xe nè. Rồi, có người giúp chị nào có lan dưa. Có tiền đồ ha. Hả? Gái cái gì nữa không? Rồi. Nói sau khi mình ghé đó, thanh quen cho phu thì mình ghé qua bên bánh mì. Bánh mì này làm tại chỗ. Lò đổ Nguyệt Minh. Nguyệt Minh nè. Đấy đúng không? Bên đây kia Đồng Khánh. Muốn ăn nào? Thì mấy ông ơi, bà Đồng Khánh ăn bánh mì này. Wow, ở đây nó bán cũng nhiều đồ ấy luôn à. Quá trời ơi. Cái bèo này kia, quá hồi đầy đủ. Một chiên. Hủ tiếu khô. Bánh giò. Đây còn bán quá chừng. Hả? 5 cái 2 đồng. Mì không. To với sợ vậy. Này nên làm tại chỗ mà. Thank you. Đang có bán người xanh kìa.
Hi, how are you? Đó là một cái ổ bánh mì thập cẩm. Mấy cái? Một ổ. Một cái. Còn cái là tụi chị cái đi đến rồi. Rồi có. Ủa hả? Đầy đủ everything ok. 3.5 đồng. Em gái cái gì? Hai. Em đi chung. Cầm máy quay. Quay anh. Quay điện thoại. Chào các anh nhỏ xíu đẹp. Đẹp. Quay anh lên cho cậu. Có cầm cái điện thoại, quay mở điện thoại vô túi khỏi cần cầm. Cầm sẵn sàng nhìn thấy anh có thổi cho nên anh đang cấp điện thoại. Nó cũng bớt hung hăng anh biết không? 7 đồng hết lại 13 đồng. Ở này có 3 đồng rưỡi rẻ ha. 17 đồng. Thôi là 17 đồng. Em quay anh đó là mình lúc bánh nó hay quá ha. Bởi ơi, bánh mì mà sao mà anh bán rẻ dữ vậy? 3.5 hả? Sao rồi? Anh làm hết. Anh làm tất cả. Chứ nhưng mà sao rồi? Cái cầm vui vui. Cái trả cho anh rồi. Cái máy anh là đô. Cảm ơn anh. Cái này là tay trái của anh thôi. Còn tay phải của anh là đất đai. Anh muốn chơi với anh mà bao nhiêu có bánh mì kia. 10 đồng tiền tofu nè, tàu hũ nè. Ở này như 3 đồng mấy à. Này, khoai mì nè, 3 đồng 75 thì phải á. Bịch khoai mì rẻ dễ sợ ha. Giá lợn 3 đồng mấy. Lợn 3 đồng mấy. Chả 6 đồng mấy. Chả nè. Bịch chả bự, to từ bố luôn. 6 đồng 75. Đồ hũ 4 đồng. Này là 4 đồng. Đồ hủ thì quay rồi. Hủ thôi, 4 đồng hủ à. 4 đồng hả? Có nước đường hết rồi luôn. Bá thì sao lời ta ha. Cái lời có ít cái này hả? Lời từ ít là 4 đồng. Bá dưới là 4 đồng rưỡi hủ à. 4 đồng mình ghi lá dứa 4 đồng rưỡi. 4 đồng 1 hủ. Nửa lít ha. Cái này 1 lít, nửa lít. Nước đường. Nước đường rồi luôn nè. Đó. Cái này là đồ hủ lá dứa. Rẻ chứ hả? Mua hết chừng này cũng một đống nè, một có 60-61 đồng. 61-62 đồng. Cà hủ lá dứa. Ủa, cà chuối nè. Đó, nước dừa. À, nước dừa. Cà hủ lá dứa.